Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trong cái chuyên mục tin tức này, tức là bệnh dịch tả lợn châu Phi đã quay trở lại khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện tại là đã tiêu hủy hết 4 tấn lợn rồi nha các bạn. Thì theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, sau gần 5 tháng không phát sinh, thì dịch tả lợn châu Phi đã được ghi nhận tại huyện Chương Mỹ và mới nhất đây là huyện Đông Anh. Thì từ ngày 4 tháng 9, dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận tại một số hộ chăn nuôi thuộc xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Theo đó đã có 18 con lợn của nông hộ trên địa bàn xã này xảy ra hiện tượng chết do dịch tả lợn châu Phi. Tổng cộng số lượng chết buộc phải tiêu hủy là 705 kg. Vừa qua tại huyện Đông Anh, chính quyền địa phương này cũng ghi nhận hiện tượng lợn bị chết do dịch tả heo châu Phi với số lượng buộc phải tiêu hủy là 46 con. Tổng trọng lượng hơn 4 tấn. Sau khi ổ dịch tả lợn châu Phi xảy ra, chính quyền huyện Đông Anh đã khẩn trương khoanh vùng, tổ chức dập dịch, triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan. Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hai huyện Chương Mỹ, Đông Anh, để chủ động ngăn chặn kịp thời, không xảy ra tái phát trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các xã, phường, thị trấn có tổng đàn lợn lớn, khu vực có nguy cơ cao, từ đó phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay cái tình hình dịch bệnh được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo khi có dịch. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan mầm bệnh, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn và xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn theo dõi cái phần tin tức này và hẹn gặp lại các bạn trong phần tin tức lần sau. Xin chào.